Con đúng là đứa con bất hiếu mà. Xuân Xuân, đàn Thu Loan ra kìa. Ui cha, sao hôm nay nhìn nàng đẹp quá huynh à. Cái này người ta gọi là tuyệt sắc giai nhân. Mà để nghe nói đâu á, nhà thầy đã hứa hôn cho ái nữ rồi. Huynh đừng có mà mơ nha. Ta không bao giờ mơ mộng tới những điều đó đâu. Chết rồi. Nàng ấy mà vô mét thầy á là hai huynh đệ mình bị la chết luôn á. Năng, trò Năng đâu? Dạ, có trò đây. Con rất tiến bộ, bài làm xuất sắc, cố gắng trau dồi thì khoa thi sau này thầy tin chắc rằng con sẽ đỗ thật cao. Thầy rất mừng. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Đây. Đây. Dạ thầy. Của trò đây. Dạ. Nè, bài làm của trò khá lắm. Ê, huynh huynh. Dạ. Vậy là huynh có cơ hội rồi nha. Cơ hội gì? Thì cơ hội làm hiền tế sư phụ chứ còn cơ hội gì nữa. Dớ dẫn, ta chưa đạt được công danh, ta sẽ không bao giờ mơ mộng tới những chuyện đó. Đây, của trò, cố gắng hơn nữa nghe. Dạ. Nè 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 nè, Năng Năng, ra đây biểu. Tao tìm mày nãy giờ đó. Dạ, con chào chú. Chú tìm con chi? Con đã hứa với chú là ít bữa nữa con gom đủ gạo rồi con trả cho chú mà. Tao tìm mày có đòi nợ đâu mà mày nói vậy. Trời ơi, dễ gì. Chú lần nào tìm con mà không đòi nợ. Chứ không lẽ hôm nay chú gặp con để chú cho con tiền hả? Nó cũng gần giống như vậy đó. Hứ? Đúng là mày, có phước mà không biết hưởng mà. Có người đẹp lo lắng rồi trả nợ giùm cho nữa. Thu Loan hả chú? Thu Loan cái đầu mày. Người trả nợ cho mày là cô Xuân đó. Không có cô Xuân trả nợ cho mày hả? Tao không để y cho mày đâu. Từ nay về sau á, coi như tao với mày hết nợ rồi nha. Tao về à. Quên nữa. Nè, trả cho mày cái lương hương á. Tao về nha. Vậy là dứt nợ thiệt cho chú. Ta đa tạ muội. Muội có làm gì đâu. Ta biết hết rồi.
chính muội đã thay ta trả nợ số lúa đó. À, không sao đâu, huynh đừng có bận tâm. Ta nhất định sẽ tìm cách để trả lại cho muội công ơn này. Ta nguyện ghi lòng tạc dạ. Huynh là người có tài, có chí lớn, không lẽ để những chuyện cỏn con như vậy làm cản trở huynh sao? Yên tâm mà dùi mài kinh sử đi. Muội chỉ muốn góp một phần nhỏ thôi. Đa tạ nàng. Tôi bị té như này nè. Cứu tôi. Cứu tôi với. Hình như là có ai đã kêu cứu thì phải. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi. Lão bá ơi, lão bá. Lão bá. Lão bá, yên tâm đi, có con ở đây rồi. Để con kéo lão lên. Từ từ thôi. Đào bá, đào bá vô đây ngồi nè. Tôi già thật lắm cấm, đi quanh không đi mà đi thẳng, để cho lọt té. Thật là cảm ơn cậu. Dạ. Đào bá, chắc lão đói lắm hả? Ở đây có cái bánh, lão bá dùng tạm đi cho đỡ đói. Có nước nữa nè lão bá. Cậu thật là tốt bụng. Nhìn cậu khôi ngô tuấn tú như vậy, sao lại đi làm tiều phu vậy? Dạ, không giấu gì lão bá, con đang vùi mại kinh sử. Nhưng mà gia cảnh con khó khăn quá, cho nên mới phải vô rừng đốn củi để kiếm sống. Cậu có nhớ ngày tháng năm sanh không? Dạ, nhớ chứ. Nhưng mà tại sao lão bá lại quan tâm tới ngày tháng năm sinh của con? Tôi biết coi tử vi, coi tướng. Để tôi coi cho cậu một quẻ thử coi nha. Dạ, con sinh vào giờ dần, ngày mão, tháng dần, năm bính tý à. Song thân của cậu chết sớm lắm phải không? Sao lão bá biết chuyện này? Cậu tự lập từ nhỏ, nhiều phen cậu lao đao, nhưng mà may mắn có quý nhân giúp đỡ. Dạ, đúng như vậy à. Hàng xóm xung quanh con ai cũng thấy thương tình mà giúp đỡ hết. Tướng mạo của cậu thuộc hàng quý tướng, lại nắm lá số vinh hiển ít ai bì. Chúc mừng cậu, sau này công danh hiển hách rồi, đừng quên thổ hàng gì. Lão bá ơi, lão bá. Như vậy có nghĩa là ta đã gặp được tiên ông. Ai dạ, không biết là thật hay là mơ nữa, nhưng ta có cảm giác là ta sẽ sớm trở thành trạng nguyên. Ta sẽ được làm quan. Ta sắp được làm quan rồi.
tướng mạo của cậu thuộc hàng quý tướng, lại nắm lá số vinh hiển ít ai bị. Chúc mừng cậu, sau này công danh hiển hách rồi đừng quên thổ hàng gì. Như vậy là ta sẽ sớm trở thành trạng nguyên, sẽ trở nên giàu sang phú quý. Sau này sẽ không còn ai dám khinh thường ta nữa. Ngươi, ngươi sẽ không bao giờ được khinh thường ta. Không bao giờ được đâu. Cây à, kiến, mi cũng không được phép khinh thường ta. Ta là quái cản mà. Ta là quái cản mà. Bao nhiêu tiền một bó củi? Anh ơi, bao nhiêu tiền một bó củi vậy? Mày có bị điếc không? Buôn bán gì kỳ, người ta hỏi mấy lần không trả lời vậy? Buôn bán như mày á, dẹp luôn cho rồi đi. Đồ nghèo mà còn là biến làm nhát. Đợi đó, một ngày nào đó tụi bay sẽ quỳ dưới chân tao. Có thích á thì quay lại đi, lấy hết bó củi đi. Năng, Năng, người ta mua củi kìa, sao mày không bán? Mày tưởng mày giàu, mày không thích bán củi cho người ta hả? Cái thằng này hôm nay bệnh sao á? Thằng Năng đâu? Thằng Năng đâu rồi? Mày trốn đâu rồi hả Năng? Ra đây mau. Mày ra đây. Bà làm cái gì mà ôm sòm quá vậy? Bà có biết là bà đang phá hỏng cái giấc ngủ của tôi không? Trời đất ơi, hôm nay mày bị điên hả? Mày nên nhớ, tao là chủ nợ của mày, mày là con nợ của tao. Tao tới đây để đòi nợ mày, chứ tao không có rảnh để mày đi thăm mày. Mày còn nợ tao cả vốn lẫn lãi, gần 50 lạng bạc. Hôm nay mà không trả, tao cho người tới dỡ nhà mày. Dỡ nhà tôi? Bà dỡ đi, dỡ liền đi. Nè, tôi nói cho bà biết trước, bà mà dỡ nhà tôi, sau này bà tới đây quỳ trước mặt tôi để xin lợp lại tôi cũng không cho đâu. Mày, cái tội mà dỡ nhà của tôi cộng với cái tội lăng mạ tôi thì nó đáng tù 10 năm, bà có biết không? Mày nói cái gì? Nè, hả? Sau này mà tôi trở thành trạng nguyên á, người đầu tiên mà tôi nhớ tới là bà. Trời đất ơi, mày. Hôm nay mày bị ma nhập hay sao mà ăn nói ba trợn vậy hả? Đồ điên. Tôi điên đó rồi sao hả? Trời đất ơi, mày, mày uống lộn thuốc rồi hả? Tao đốt nhà mày cũng còn được, chứ đừng có nói là phá vỡ nhà mày. Tao kỳ hẹn cho mày nợ trong 3 ngày, nếu mày không trả, tao đốt nhà cho mày đi ăn mày luôn. Đốt đi, ngọn đốt đi. Tôi mà thành quan trạng, đích thân tôi sẽ tới đốt nhà bà. Hãy đợi đó. Thôi mày đừng khóc nữa, mẹ đi sớm về. Đừng khóc nữa, con lên tiền con cố gắng nhiều đi. Cho mẹ nhà bố lại đồng hành thôi mọi người. Đa tạ nàng. Nàng cố gắng chờ ta nha. Ta sẽ sớm trở về để vinh quy bái tổ. Ngày trở về, chắc chắn ta sẽ hỏi cưới nàng. Ta đi đây. Chuyện này ta phải cố gắng, thành công ta mới về.
May quá hay Huynh ơi, tìm được cái miếng quan này, chứ không thôi là đêm nay á tụi mình chết cống luôn. Tụi mình đều là những sĩ tử nghèo, đi thi thì vất vả, trong người còn một ít lộ phí, đáng lý ra là phải thuê nhà trọ để ở, còn đằng này lại lạc vào một cái miếu quan. Thôi, ở miếu quan hay là ở nhà trọ thì cũng như nhau, đằng nào á thì cũng chợp mắt một đêm rồi sáng sớm lại lên kinh thành để xem bản vàng xem có tên của mình hay không, đến lúc đó thì sẽ trở về quê, chứ ở đây la cà làm cái gì. Ê, mai ra trên bản vàng đề tên Trần Năng Huynh thôi, chứ thực sự chúng tôi biết khả năng của chúng tôi thế nào mà. Chẳng qua là chúng tôi muốn lên kinh thành chơi một chuyến cho biết. Để thấy Huynh ấy nói đúng lắm đó. Lúc quan coi thi đi ngang Huynh, để thấy ông ấy cứ nhìn Huynh làm bài, có vẻ thán phục Huynh lắm đó. Vậy hả? Chà, sau này có đổ quan to đừng có quên anh em tụi tôi nghe. Nhớ nha. Các người cứ khéo lo, làm sao tao quên các người được. À, mà các Huynh, trong miếu này thờ thần linh nào vậy? Mà hai Huynh nhìn kìa, ở đây có cái pho tượng, mà nhìn bức tượng á có vẻ dân dã lắm. Hình như chúng ta đang ở làng Bọc, chắc đây là miếu thờ của thần Hoàng Làng. Để nói như vậy có đúng không Trần Huynh? Đúng rồi đó. Thần Hoàng Làng này trước đây xuất thân từng là một nô bộc của chúa, sau khi phục vụ tận tụy tới khi chết, chúa thấy vậy mới xót xa, ban đất ban đai để cho hắn ta lập ấp lập xã, sau này con cháu của hắn tôn hắn lên làm thần hoàng, chứ thật ra chẳng có một cái tài cán gì hết. Đó, các ngươi về đi, nhìn cái pho tượng này chả khác gì một tên nô bộc. Ê, Trần Huynh, Trần Huynh, dù sao người ta cũng là bậc hiển thánh, Huynh nói nô này bộc nọ, đệ nghĩ là không có nên đâu. À, Trần Huynh, để thấy Huynh ấy nói đúng đó. Dù gì thì người ta cũng là thần linh, mà Huynh nói như vậy là Huynh đắc tội với thần linh. Hay là Huynh mau tạ lỗi với thần linh đi. Đúng rồi đó. Tạ lỗi cái gì mà tạ lỗi, ta nói đúng chứ có nói cái gì sai đâu. Nhưng mà thôi, ta không bàn cãi với các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Điều bây giờ ta cần làm là đi ngủ. Sao có lính xuất hiện ở đây? Chào hai vị quan sai. Hai vị tới đây có chuyện gì vậy? Xin hỏi vị nào là Trần Năng? Tôi là Trần Năng. Chúng tôi tìm ngài khắp trường thi, nghe nói đêm qua ngài đã ra ngoài thành trú, chúng tôi tìm mãi không thấy, may quá được gặp ngài ở đây. Chết rồi, Trần Năng, Huynh đã gây ra chuyện gì vậy? Các vị sai nha. Hai chúng tôi hoàn toàn không biết Huynh này. Nãy giờ chúng tôi vô tình đi từ ngoài đó thì ghé ngang vô đây thôi, hoàn toàn không biết. Xin các vị sai gia được bắt đúng chúng rồi, tôi. Đúng rồi. Dạ. Hai người là bạn thân của ta từ nhỏ mà. Thật không ngờ ngày hôm nay ta lại nghe được chính những lời này từ hai người. Xin các vị sai gia được bắt chúng tôi. Dạ. Bẩm hai vị sai gia, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Xin ra mắt Tân Trạng Nguyên. Tân Trạng Nguyên? Cho ta hỏi lại, Tân Trạng Nguyên là ai vậy? Thưa, theo kết quả công bố sáng nay, Tân Trạng Nguyên là Trần Năng. Xin mời Tân Trạng Nguyên theo chúng tôi về triều ngay bây giờ. Hoàng thượng và bá quan văn võ đang nóng lòng chờ ngài. Trần Năng Huynh, Trần Năng Huynh, vua mời Trần Năng Huynh vào triều đình kìa. Đúng rồi đó Trần Năng Huynh, hay là Huynh lên triều đình đi. Huynh đi đi. Không biết là có chuyện gì mà nhà vua cho truyền ta gấp gáp như vậy. Dạ thưa, sứ thần phương Bắc vô cớ gây sự, trong triều không ai đó đáp lại hắn ta. Được biết Tân Trạng Nguyên năm nay có văn tài xuất chúng, nên hoàng thượng đã ra chiếu chỉ mời ngài về diện kiến ngay lập tức, nhằm giữ lại thể diện cho nước ta. Thì ra là như vậy.
Trần Đăng Huynh, để chúc cho Trần Đăng Huynh thượng lộ bình an. Và đừng có quên bọn tiểu đệ này nghe. Đúng rồi đó Trần Đăng Huynh. Hay là Trần Đăng Huynh lên triều đình ngay đi. Còn bây giờ bọn đệ sẽ về làng, rồi báo tin cho dân làng biết là huynh đổ trạng nguyên. Đa tạ các ngươi, ta sẽ không bao giờ quên giây phút ngày hôm nay. Chính hai ngươi vừa bán đứng ta. Về triều đình. Trời ơi, quan trạng giỏi quá đi. Nghe nói sứ thần á phải sợ xanh mặt mà tìm đường bỏ đi luôn á. Còn phải nói, vinh dự lắm nha. Đương kim hoàng thượng mà còn phải nhận làm nghĩa đệ nữa cơ mà. Vậy hiện nay cả làng cả tổng chúng ta được hưởng phúc luôn. Quan trạng tuổi trẻ tài cao, xuất thân cơ hàn, chắc là thương dân lắm đó. Đúng không? Uống đi. Mời huynh. Dạ mời. Dạ. Đại huynh, xưa để có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày á được ngồi hầu quan trạng như vậy. À, mà đại huynh, trước đây bọn đệ có làm điều gì sai trái, mong đại huynh thương tình bỏ qua cho. Hoặc là đại huynh cứ quở trách bọn đệ cũng được. Dở quá. Những cái chuyện đó lúc nào ta cũng nhớ hết, không bao giờ quên đâu nha. Uống đi. Mời đại huynh. Mà quan trạng đây á là người đại nhân đại nghĩa mà, đúng không? Ừ. Những người nào trước đây dồn quan trạng vào đường cùng chắc là bây giờ đang phải trốn chui trốn nhủi rồi. Trần Năng đây là người biết lễ nghi, ai mà có ơn có nghĩa với ta, ta nhất định sẽ trả ơn. Nhưng mà ai có quán thì quán đó ta sẽ không bao giờ quên. Để mời sư huynh. Mời. Mời. À, mà sư huynh còn nhớ cái người bạn từ thổ Hàn Vi, Thanh Mai Trúc Mã không? Cái cô nàng tên Xuân bán nước ở chợ, cái lúc mà huynh còn bán củi kiếm sống qua ngày đó, huynh còn nhớ không? À, cô Xuân. Cái chuyện mà cô Xuân mang lúa gán nợ cho quan trạng đây á, ở đây ai mà không biết. À, thôi sư huynh ăn đi sư huynh. Uống đi. Dạ tiểu đệ mời. Dạ mời. Mời huynh. Ngươi còn đứng đó làm gì, rót rượu cho mọi người đi. Dạ. Lấy đi. Thưa, là sao ạ? Tiền đó, cầm về đi. Hay không đủ, lấy hết luôn đi. Ta cho ngươi đó. Nếu như ta không lầm, thì trước đây, ngươi đã từng giúp ta trả nợ. Thì bây giờ, ta báo đáp công ơn của ngươi. Nhưng ta yêu cầu một điều kiện. Từ nay trở đi, ngươi không được rêu rao khắp thiên hạ là đã từng giúp quan trạng này. Có được không? Chuyện trước đây mùi giúp huynh là thấy khó nên giúp, chứ không mong chờ gì báo đáp. Huynh yên tâm, mùi sẽ không tự tiện kể lễ công ơn gì đâu. Xin cứu từ. Chỉ có mấy cái đồng bạc lẻ này thôi mà định đèo bọng quan trạng hả? Đừng có mơ. Người mà quan trạng ta nhớ nhung hàng đêm chính là nàng Thu Loan. Vô đây, quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ, 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 dạ bẩm quan, xin quan tha mạng. Ông có còn nhớ ta là ai không, ông bá hậu? Dạ,
Dạ dạ nhớ à. Ta là con nợ của ông mà. Dạ dạ không à. Bây giờ quan là quan lớn rồi, dám nghĩ vậy đâu ạ. Nợ của ông á thì ta không còn, nhưng ông còn nợ ta. Ông dạ. Nợ ta. Ông khiến ta trở thành một đứa con bất hiếu. Dạ. Chính ông đã lấy cái lương gia của ta, khiến ta dạ. Không thờ được cha thờ mẹ ta. Dạ. Xin quan tha mạng. Dạ. Lên xin quan tha mạng. Dạ. Phạt ông ta 20 hèo cho ta. Dạ. 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 Quan ơi. Quan ơi. Quan ơi tha mạng. Thôi đủ rồi. Không cần đánh ông nữa. Dạ. Đội ơn quan. Dạ. Tội ông khiến ta bất hiếu. Dạ. Chuyện đó ta cho qua. Dạ. Như còn lĩnh đâu? Dạ. Lấy cho ta cây lư hương, cắm vào đó một nén nhang. Lấy dạ. Đi. Dạ. Dạ. Dạ quan. Xin quan. Không có gì đâu. Ông đừng có quá lo sợ. Ta chỉ muốn nhờ ông báo hiếu giùm cha mẹ ta thôi. Dạ. Quan ơi. Để lư hương lên đầu ông. Dạ. Cầm. Ông phải cầm cái lư hương này, quỳ ở đây cho tới khi nào nhang tàn thì ông mới được phép đi về. Dạ. Quan. Quan ơi, tha mạng cho con đi Quan ơi. Quan. Con làm vậy mà Quan. Quan. Mày đưa tôi đi ra. Mày anh. Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Mày bắt tôi đi đâu vậy? Ra đi mà. Đi mấy anh lính ơi. Mấy anh lính ơi. Tha cho con tôi đi. Bắt con tôi đi đâu vậy? Ủa ra. Tôi nói cho ông biết, tôi đưa con ông về để làm vợ quan trạng. Cái gì? Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý. Im. Cô không được quyền không đồng ý. Mà chú thả con tôi ra đi. Nói cho ông nghe nha, quan trạng là em kết nghĩa của vua. Được quan trạng để ý là ông nên mừng đi. Tránh ra. Dạ. Đi. Dạ ơi, dạ có sao không nữa dạ? Đi. Dạ ơi. Đi. Dạ. Cứu tôi ra. Dạ. Cứu con dạ ơi. Thu Loan ơi, mở cửa cho cha đi con. Thu Loan. Thu Loan à, có gì thì cứ nói với cha một tiếng, cha sẽ kiện tới triều đình. Dù nó có làm chức quan gì đi nữa, cha cũng quyết liều chết để đòi lại công bằng cho con. Nghe cha nè, hãy mở cửa cho cha đi con. Con ơi. Thu Loan ơi, Thu Loan ơi, Thu Loan, mở cửa cho cha đi con. Thu Loan. Con ơi. Vô đây. Quỳ xuống. Ôi cha. Bà có còn nhớ ta lại không? Dạ. 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 Dạ thưa quan. Sao lại là quan? Ta là con nợ của bà. Bộ bà quên à? Dạ. Dạ. Ngày hôm nay ta sai lính mời bà tới đây là để trả nợ cho bà mà. Bà hiểu không? Bà còn nhớ ta nợ bà bao nhiêu tiền không? Dạ. Cả vốn lẫn lời gần 50 lạng bạc thưa quan. À, 50 lạng bạc à? Dạ. Nếu như vậy ngày hôm nay ta sẽ trả cho bà 100 lạng bạc, có được không? Dạ. Dạ quan tốt quá. Dạ quan rất là từ bi. Đúng rồi. Dạ. Ta là một người trọng nhân nghĩa. Dạ. Ai mà ta nợ thì ta sẽ trả gấp đôi. Ở đây là 100 lượng bạc, lấy đi. Dạ. Không được lấy bằng tay. Phải ngậm bằng miệng cho ta. Dạ. Lĩnh đâu? Dạ. Bắt bà ta ngậm cho ta. Dạ. Dạ, dạ quan ngậm ơi đi. Tha cho con biết tội con rồi quan ơi. Quan ơi, quan ơi, tha tội cho con quan ngậm ơi. Nhanh lên. Quan ơi. Bắt bà ta ngậm hết. Nhanh lên. Từng lạng một. Nhanh lên. Ngậm hết đi. Ngậm nữa đi.
Thầy ơi, tới khúc trước mình nghỉ chân chút nha thầy. Ừ, tới đây đi. Thôi, tôi mệt quá. Chúng ta hãy dừng chân, nghỉ mệt chút đi. Uống nước không? Thôi. Thầy Đồ à, thầy đã suy nghĩ kỹ chưa khi quyết định theo vụ kiện này? Bộ thầy không biết thân thế khoáng hay sao? Ôi trời ơi, thiệt là khổ à. Đội đơn lên, từ huyện lên phủ, từ phủ lên tổng, điều tra ra sao? Hôm nay á, ông đúng là ăn gan trời mới dám đội đơn lên tới hoàng thượng. Tôi phải liều chết để đòi lại công bằng cho con gái của tôi. Tôi đã thề trước vong linh của con gái tôi rồi. Xin lỗi thầy, dù gì á, con gái của thầy cũng đã chết và không sống lại được. Thầy làm như vậy á, chỉ đọa đày thân thể của mình thôi. Con gái của tôi không còn sống nữa, nhưng tôi không thể để cho cái chết của nó trở thành vô nghĩa. Tôi phải kiện tới cùng để không còn ai bị hắn ức hiếp nữa. Dạ, xin chào quý huynh đài. Xin lỗi, qua câu chuyện các vị vừa bàn, có phải lại đang nói về một tên tham quan vô lại nào đó? Hắn là ai? Đã làm gì thất đức? Cẩn thận, coi chừng tay chân của hắn. Đúng rồi, chúng ta không thể nói chuyện với người lạ được. Mình đâu biết ông ta là ai. Chúng tôi đang tìm đường về kinh thành để kiện một kẻ đê tiện. Nhìn quý huynh đài đây, chắc cũng là người chính trực, nên tôi không ngại nói thẳng. Nếu như ông có đủ bằng chứng để kiện hắn thì không khó. Chính tôi là bằng chứng. Chính tôi là nạn nhân của hắn. Con gái của tôi bị hắn cưỡng hiếp. Nó không chịu nổi nhục nhã nên đã quyên sinh. Hắn là ai? Ông nói đi. Hắn là Trần Năng, kẻ vừa được phong quan trạng. Đại nhân, lại là hắn. Chúng ta đã cầm trong tay 3 đơn kiện có cùng một tội: hiếp đáp dân lành, cưỡng ép thanh nữ. Tội ác tày trời, không thể dung thứ. Tới nơi, nếu quả thật là như vậy, nhất định ta sẽ tiền trảm hậu tấu. Hạ quan sẽ điều một đội binh đến để trấn áp hắn. Nói vậy, quý huynh đài đây là... Là Khâm Sai đại nhân. Hả? Khâm Sai đại nhân? Khâm Sai đại nhân? Các ngươi còn không mau ra mắt Khâm Sai đại nhân. Dạ. Thật là phúc đức gặp được ngài ở đây. Con gái của tôi chắc chắn được giải quan rồi. Tiếp theo, Hương Cả Làng Đào, Một Khối Kỳ Nam, Hương Cả Làng Dầu, Một Thùng Hương Dầu Quế, Cô Nguyễn Thị Châu, Một Chai Đu Đủ, Trần Văn Hai, Một Cặp Dừa, Nguyễn Văn Ba. Tất cả dừng lại, mau nghe theo lệnh Khâm Sai đại thần. Ta là quan Khâm Sai của triều đình. Ta được mật báo quan Trạng Trần Năng đã lạm dụng quyền hành, hà hiếp dân đen, bắt nộp su cao thuế nặng, dơ dép tư lợi cho bản thân mình. Tang chứng nhân chứng rõ ràng. Lính đâu? Dạ. Bắt trói hắn lại cho ta. Tụi mày làm cái gì vậy? Bu ra lên. Bu ra. Tao nói bu ra nghe chưa? Này lão kia, cho dù lão có là Khâm Sai đại thần đi nữa, nhưng lão vẫn thua ta một bậc. Bởi vì ta là nghĩa đệ của hoàng thượng. Đúng tới ta là tội khi quân biết không? Đưa đây. Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, và ngài đã giao cho ta được quyền đi tuần tra khắp nơi, được quyền tiền trảm hậu tấu. Tội trạng của ngươi nay đã rành rành, không thể chối cãi. Lính. Dạ. Bắt giam hắn lại, chờ ngày xét xử. Dạ. Không, chuyện này ta phải bẩm báo với hoàng thượng. Bỏ ta ra. Ta phải bẩm báo hoàng thượng.
Bỏ ra. Xin bà con đứng lên. Ai về nhà nấy. Tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày ấm no hạnh phúc. Dạ đội ơn quan. Dừng lại mà được cũng may là có quan khâm sai á. Cũng được. Nè, mình đi đi. Thôi mình về đi. Điện tới đi. Điện tới đi. Em ra đi. Chém. Quỳ xuống, quỳ xuống. Ngươi là Trần Năng? Dạ, tôi là Trần Năng. Lúc trên dương thế cho ngươi chức quan trạng mà ngươi chẳng biết tu thân, lại là kẻ bội bạc, cậy quyền thế áp bức dương lành, cưỡng hiếp dân nữ. Tội ác này đáng lẽ phải nấu giặt dầu. Nhưng ta cho ngươi đầu thai lại làm người, để cho ngươi làm người còn khổ hơn cái chết. Hắc Bạch Vô Thường, dạ, dẫn hắn đi đầu thai vô gia đình nhà họ Phan ở làng dân Quyện Thư. Ý lĩnh. Mình đi con, mình đi con. Tội nghiệp con gái mẹ quá, mẹ mất sữa rồi, lấy về cho con bú đây. Mình ơi, nghe con khóc mà tôi đứt ruột. Nên đi con, nên đi con. Ta sẽ đặt con tên là Nương, đừng khóc nha con. Ta sẽ đi nấu cháo cho con, thay sữa cho con bú nha. Nhà mình còn hộp gạo nào không mình? Tôi mới đi vay được một chén gạo, chúng ta có thể nấu cháo cầm hơi được vài ba ngày. Tội nghiệp con gái, con lớn lên chắc sẽ đẹp lắm đây. Chỉ tội cha mẹ quá nghèo, không gầy dựng gì được cho con hết. Nín đi con, nín đi con. Nương à, mẹ không sao đâu, con đi làm đi, cứ để mẹ ở nhà một mình là được rồi. Mẹ bệnh như vậy làm sao con có thể ra ngoài được. Mẹ đã không lo gì được cho con, lại còn nằm liệt bao nhiêu năm nay để một mình con bươn chải, mẹ thấy có lỗi với con quá. Hay là con cứ để mẹ đi theo cha con cho con được nhẹ gánh. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ mà chết là con chết theo mẹ luôn á. Con không còn thấy sống nữa. Con đừng nói vậy con. Con gái xinh đẹp của mẹ, rồi đây con sẽ có được một tấm chồng tử tế, thoát khỏi cuộc sống khổ cực như bây giờ. Nghe con. Mẹ ơi. Con Nương đâu? Cô được ký giấy bán thân, đến ngày hẹn mà không trả được nợ thì con phải trở thành người của kỹ viện. Nhà nó có được cái gì đâu. Thôi bắt nó đi. Trời ơi, Nương ơi. Đi, đi. Sao vậy con? Tôi lại cái ông đừng bắt. Đi nhanh lên. Nó mà không ký giấy bán thân, tiền đâu mà mua thuốc uống mấy lâu nay hả? Con ơi. Con ơi. Tôi xin các ông, xin các ông hãy tha cho mẹ con tôi. Mẹ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi xin các ông hãy để thông thả cho tôi ít hôm, để tôi chăm sóc cho mẹ, rồi tôi sẽ theo các ông mà. Tôi xin nói các nhiều ông. Quá, bắt nó đi. Đi, đi lên. Mẹ ơi, đi, lên. Mẹ ơi. Mẹ. Con. Mời. Nàng kia, nhìn mặt nàng cũng xinh xắn đó, nhưng mà tại sao nàng lúc nào cũng ủ rũ như vậy? Nè, nàng hầu rượu bọn ta với một vẻ mặt u buồn như vậy, không sợ bọn ta buồn hay sao?
Nàng không nghe những lời bọn ta nói hay sao? Bà chủ đâu? Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Tại sao bà lại đưa cho ta một cô đào buồn và ủ rũ như vậy? Dạ, vậy để tôi đổi cô đào khác, xinh đẹp và dịu dàng hơn nha quan khách. À, Mai à. Thôi khỏi. Dạ. Đổi cái gì mà đổi, không có thèm uống ở đây nữa. Đi về. Dạ, quan khách. Dạ. Trời, mày thấy chưa mày? Tại sao tiếng khách mà cái mặt buồn? Trời ơi. Nương ơi. Cái gì vậy? Dạ bà chủ. Cái gì đây? Con người mới báo mẹ nương vừa mất rồi. Cái gì? Mẹ tôi. Mẹ ơi. Kiếp này người vẫn chưa trả hết nợ người gây ra ở kiếp trước, làm sao cũng kết thúc sớm như vậy được. Thưa, xin khách quan đừng làm như vậy. Trời ơi, có gì đâu. Ta có làm gì đâu. Ông buông tôi ra. Lại đây với ta, lại đây, qua đây. Ông buông tôi ra. Có gì đâu. Ông đứng yên đó. Ông bước tới. Ơi, kìa. Tôi chết cho ông coi. Không, nàng đừng làm vậy. Ta thương nàng thiệt tình mà. Nàng đừng có lo. Ta có tiền nhiều lắm. Nàng muốn gì cũng được hết á. Nàng cứ chịu theo ta đi. Hả? Yên tâm đi nha. Nào qua đây. Tại sao nàng giết ta? Cái gì vậy? Hả? Giết người. Bà đâu rồi? Bà Hoa giết người. Quỳ xuống. Nguyễn Thị Nương, ngươi can tội giết người vào giờ Ất ngày Thìn tại kỷ viện Trúc Thành. Nay tàn chứng và nhân chứng đầy đủ, tội trạng rành rành không thể chối cãi. Nay ta đã định đưa ra pháp trường để xử trảm. Hãy
xinh đẹp như vậy. Giống ha. Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Có mê gái đẹp lắm đó. Thấy vậy đừng mê à. Chết tôi. Đó thấy chưa? Cáp lòng luôn đẹp, lòng ác thật tiếc người chứ. May quá. Như vậy có nghĩa là ta vẫn chưa đi đầu thai. Tạ ơn thần linh, tạ ơn người. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi. Dạ. Đa tạ tổ tiên, đa tạ thần linh, đa tạ đã phù hộ cho con. Đây chỉ là một giấc mơ. Cất quên đây, cất quên đây. Dậy đi, dậy. Cái gì? Cái gì mà nửa đêm la lối âm sầm không cho để ngủ vậy Trường Huynh? Trời ơi. Đa tạ thánh thần, đa tạ tổ tiên đã cho con biết đây chỉ là một giấc mơ. Đa tạ thần tiên tứ phương tám hướng. Cảm ơn ngài, cảm ơn các ngài. Trời ơi, bộ huynh bị đổ quan hay sao mà huynh mừng dữ vậy? Thôi lo ngủ tiếp đi kìa, mai còn có sức mà lên kinh thành sớm coi bản vàng. Ngủ cái gì nữa mà ngủ, trời gần sáng rồi kìa. Mau thức dậy thu dọn đồ đạc rồi lên kinh xem kết quả sớm đi. Trạng Nguyên, Trần Đăng, Trần Đăng là tôi nè, Trần Đăng là tôi nè. Tôi mừng quá, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi. Chúc mừng nha. Cảm ơn tổ tiên, cảm ơn trời Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ nha, đa tạ. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi đậu rồi. Loa, Tân Trạng Nguyên khoa thi này là người làng sao? Huyện Cần, họ Trần tên Năng, là người tài đức vẹn toàn, nay được hoàng thượng phong cho chức quan tri huyện để đem tài trí của mình phục vụ cho dân. Loa, toàn dân hãy ra nghênh đón. Xin chào mọi người. Quan Trạng kìa, Quan Trạng. Quan Trạng là người làng mình đó. Thấy chưa? Tôi nói rồi, tôi nhìn người không có sai đâu. Tôi biết Quan Trạng này á là hả đồng lúc còn nhỏ xíu. Nay công danh đã hiển hách, vậy mà đối với dân ta vẫn khiêm cung. Cô Xuân, chúc mừng cô nha. Chúc mừng nha cô Xuân. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Chúc mừng cô. Thưa bà con cô bác, Đạt Xuân đây chính là người đã giúp ta vượt bao khó khăn để có thể ăn học thành tài, trở thành Quan Trạng. Xuân muội, nàng có đồng ý tiếp tục ở bên cạnh ta hay không? Đồng ý đi cô Xuân, đồng ý đi. Đồng ý đi cô Xuân. Quan phụ mẫu ăn ở như bát nước đầy, với người quen từ thỏ hàng di, chắc chắn là làng ta sẽ có một vị quan thanh liêm. Làng ta được nhờ rồi đó mọi người, đúng không? Thì may mắn là làng ta có một vị quan thanh liêm. Giấc mộng hôm nào tuy là ác mộng, nhưng đó cũng là một bài học xương máu vô cùng quý giá đối với ta. Thưa bà con cô bác, ta nhất định sẽ thỉnh đáp công ơn của bà con, và nhất định sẽ trở thành một vị quan thanh liêm và tài đức. Hay quá.
Loan đâu? Dạ. Dạ. Con dẫn em nó ra đằng sau, lo chỗ ăn, chỗ ở, rồi bài việc cho em nó làm nghe con. Dạ. Dạ con chào ba. Con chào cậu mợ. Con xin phép. Đi. Vô đây. Đây. Chỗ cho gia nhân ở trong nhà. Dạ. Đa tạ Loan tỷ nha. Muội thật là có phước mới được vô nhà này. Tốt phước lắm đó. Cái nhà này á, bà là một người cổ hủ, nhưng mà thật ra bà rất là nhân hậu. Còn cậu với mợ thì thôi khỏi nói. Cậu với mợ tuy là con thừa tự của cái nhà này, gia sản đó hả, có rất là nhiều ruộng đất luôn, nhưng mà cậu với mợ lại rất là thương người, lúc nào cũng rộng rãi hết. À, mà tỷ nè, cậu với mợ có con cái chưa? Sao nãy giờ muội không thấy? Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy tỷ? Trời ơi, đừng có nhắc tới cái chuyện này. Là sao? Đây là một vết thương lòng của mọi người trong nhà. Thật ra thì bà đi hết từ Tây sang Đông, chùa nào cũng đi, Phật nào cũng vái lại, chỉ mong là ơn trên thương xót cho bà một đứa cháu nói dòng nói dõi. Còn mợ thì mợ đi từ Tây sang Đông, chạy ngược chạy xuôi, cứ nghe chỗ nào mà có thầy giỏi là mợ đều đi hết, thuốc đắng cỡ nào mợ cũng uống, chỉ mong là sanh cho cậu được một đứa con. Vậy mà cho tới bây giờ trong nhà vẫn không có tiếng đứa trẻ con nào hết. Thì ra là vậy. Thiệt là tội cho bà và cậu mợ. Mà tỷ nè, muội nghĩ nếu như mợ mà đẻ được một đứa con cho cậu là đời mợ sẽ lên hương luôn đó. Mà hả, lúc đó mợ sẽ sung sướng như một bà hoàng luôn. Chắc vậy đó. Nhắc mới nhớ, tới giờ tôi đi bưng thuốc cho mợ rồi. Ở đây đi nha. Quên nữa. Sửa soạn tắm rửa thay đồ đi. Sửa soạn đi rồi lên tôi chỉ việc cho ha. Dạ. Ở đây nha. Đa tạ tỷ nha. Công nhận mợ hai thiệt là có phước. Chàng uống đi. Ta cảm ơn nàng. Chàng có mệt không? Không, ta không mệt. Mợ hai thiệt là có phước. Cậu vừa giàu có, đẹp trai, vừa tình cảm âu yếm đến vậy mà không sinh con cho cậu được, thiệt là tội nghiệp. Thưa cậu mợ, thuốc mới sắc còn nóng, mợ dùng đi. Sao không đi ra ngoài? Dạ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Dạ. Này ngồi xuống đi. Nàng ngồi đi. Nàng có mệt chàng lắm không? Này, gia nhân mới về, chưa biết gì, chàng Lan vậy sẽ sợ đó. Ta biết rồi. Nè, nàng uống thuốc đi. Nàng uống từ từ thôi. Ừ.
Trang. Trang uống đi. Ta cảm ơn nè. Chàng có mệt không? Không, ta không mệt. Ủa, cái hộp này mợ vẫn còn giữ hả mợ? Con nhớ là 5 năm rồi đó mợ. Ừ, kể ra thời gian cũng nhanh thiệt. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Đó cũng là ngày mà ta gặp được phu quân của ta. Đúng là duyên số. Dạ. Ngày ấy mợ là một tiểu thơ chân yếu tay mềm, vậy mà lại dám ra tay khích bác lũ người vô tâm đó. Mợ, mợ thì là gan dạ. Ừ, kể ra ta cũng liều thiệt á. Mà gặp chuyện bất bình nên ta phải ra tay liền. Mai á mà thuyền quyên gặp phải anh hùng. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, cho tôi xin đồng bạc dũng. Chú ơi, chú cho già xin đồng bạc dũng đi chú. Không có bà ơi. Cô ơi, cô cho già xin đồng bạc dũng đi, cô già đói quá. Còn có trái vú sữa à? Dạ, đa tạ cô. À, công tử ơi, cho già xin đồng bạc dũng đi công tử. Mày làm gì vậy? Công tử. Trời ơi, bà này. Bạc dũng đi. Trời ơi, công tử ơi. Giới quân của ta hết trơn rồi. Bà biết nó quý giá lắm không? Gấp dốc lũ là. Dạ. Bà có tiền đền không? Hả? Bà không có tiền kìa. Bắt bà lên quan. Cô ơi. Đi. Đi lên quan cho tôi đi. Tôi không có tiền. Bắt tôi lên quan. Đi. Đi lên. Tôi không có tiền. Đi. Đi. Bà đi lên quan với tôi. Tôi xin lỗi. Bà có sao không? Dạ không. Đừng. Các người có lương tâm không? Sao? Một bà già yếu như vậy, các người không bố thí làm phước thì thôi, sao lại xua đuổi miệt thị bà như vậy? Đúng rồi. Hai con ả này ở đâu ra? Hả? Dám xen vào chuyện của ta? Mày dẫn con ả này về cho tao. Mày dẫn con ả này về cho tao. Công tử, dẫn gì vậy đó? Để con đi. Làm như vậy? Bớ người ta. Cái gì? Bớ người ta có người khác nè. Bớ người ta. Bớ người ta cố giới. Bớ người ta. Công tử, có người tới. Bớ người ta. Chạy đó. Dạ không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Đa tạ anh chị. Nếu không có gì tôi đi nha. Dạ, đi. Dạ. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà ơi, bà có sao không? Dạ cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cô gái. Dạ không có gì. Bà ơi, con có mang theo một ít ngân lượng, bà cầm đỡ kiếm gì ăn lót dạ nha bà. Dạ, cô tốt quá. Cô ra mặt để binh vực già này. Nếu không hả, bọn đó làm khổ già này rồi. Cô không sợ bọn họ gây rắc rối cho cô sao? Bọn họ đúng là kẻ vô tâm mà. Thôi, bà đừng có buồn. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, không phải ai cũng giống như họ đâu bà. Đúng rồi đó bà. Tiểu thơ nhà của con á, tuy là liễu yếu đào tơ nhưng thật ra rất là mạnh mẽ. Con là gia nhân ở trong nhà mà còn thấy rất tự hào nữa. Nè, sao lại nói như vậy? Em nói thiệt mà. Đúng như vậy. Cô là người phúc hậu, cho dù sau này có gặp hoạn nạn thì cũng được ơn trên che chở cho cô. Dạ con đa tạ bà. Ta muốn tặng cho cô một món quà gọi là đền ơn. Dạ thôi, con không dám nhận đâu bà. Con đâu có giúp được gì cho bà đâu mà sao con dám nhận chứ. Tiểu thơ,
đây là tấm lòng của bà lão, tiểu thư nhận đi cho bà lão vui. Đúng rồi, con cứ nhận đi cho ta vui. Nhận đi tiểu thư. Đây là gia tài của bà lão ăn bài này, ta đi khắp mọi miền nhìn thấy rất nhiều thứ. Nè con hãy chọn một món trong túi này. Con có thể lấy bất cứ thứ gì trong đây. Lấy đi tiểu thư. Thật vậy sao bà? Cái gì vậy tiểu thư? Wow. Là viên linh đan sao? Đây là một viên linh đan có 102. Con hãy cất giữ nó đến khi mà cùng đường hãy đem ra sử dụng. Dạ, thiệt sao bà? Ờ. Nhìn con lạ hãy quá. Nhớ lời ta dặn, cất giữ nó đến khi cùng đường hãy đem ra sử dụng. Dạ. Đi cho con coi với tiểu thư. Coi nè. Lạ quá hả? Ba ơi. Ủa ba ơi. Ủa ba ơi, bà mới đó mà đã đi rồi sao? Nhanh vậy. Tiểu thư, có khi nào bà không phải là người Trần không tiểu thư? Khéo tưởng tượng quá. Thôi chúng ta mau về nhà đi, chợ ta đã lâu rồi. Dạ. À, cô hầu gái mới đâu rồi? À, mợ hỏi Tố Liên. Nó đang ở ngoài giường làm giường cho bà đó mợ. Gia mẫu của ta tính tình rất là kỹ lưỡng, kể ra cô hầu gái mới này lại hợp với tính của bà. Sao con thấy nó khéo ăn khéo nói, giỏi lấy lòng người lắm đó mợ. Ta nhìn ngươi mảnh mai yếu đuối như vậy mà không ngờ dạ, làm việc bà giỏi giang siêng năng như vậy. Dạ bà quá khen. Tiểu nữ là con nhà bần nông, từ nhỏ đã quen với cái cày cái cuốc, bệnh đau gì cũng không thể nào quật ngã. Đúng vậy, đàn bà con gái là phải siêng năng như vậy thì sau này chồng con mới được nhờ chứ. Dạ. Nghe ta hỏi nè. Dạ. Ngươi đã có người hôn ước chưa vậy? Dạ thưa chưa, phần con nghèo nên chẳng dám đeo bông. Nhà ngươi thiệt là dễ nhìn, lại siêng năng như vậy thì chẳng mấy chốc á sẽ tìm được người phối ngẫu hợp ý với ngươi mà thôi. Ta nhìn tướng ngươi đúng là cái tướng dượng phu ích tử. Cái tướng này á mắng còn lắm đó nghe. Người nào mà lấy được ngươi thiệt là có phúc. Ta ước gì ta cũng có được một đứa con dâu y như là ngươi vậy đó. Dạ. Ta chỉ là không may mắn sinh ra trong cảnh nghèo hèn, nhưng ta không cam tâm. Bằng mọi giá ta phải vượt lên kiếp sống tôi đòi này. Lão phu nhân này có vẻ thích mình lắm. Tốt rồi. Dạ thưa mẹ. Con chào cậu. Con có việc ra ngoài một lát. Ừ, con đi sớm về sớm nha. Dạ. Dạ. Bệnh của nàng cần phải thường xuyên ra ngoài giãn cảnh, hít thở không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe đó. Em biết rồi, cảm ơn chàng. Ta thấy là hình như nàng có vẻ không vui có đúng không? Hay là nàng cảm thấy không được khỏe ở trong người? Không,
Em chỉ thấy chạnh lòng khi nghĩ tới số phận của mình. Tiến là con dâu duy nhất của nhà họ Trần, mà lại không thể sinh cho chàng một mụn con nối dõi. Thôi, thiếp đau lòng lắm. Nàng đừng nghĩ tới chuyện đó mà tổn hao tới sức khỏe. Con cái là của trời ban cho, chúng ta còn trẻ mà, biết đâu một lúc nào đó chúng ta được ông trời ban cho con thì sao? Chàng chờ thiếp được sao? Được chứ. Em thật lòng ân hận vì đã cãi lệnh song thân quyết xuất giá cùng chàng, để rồi làm khổ chàng, khổ mẹ già chờ cháu. Ta không hề thấy hối tiếc khi đã quyết tâm vượt qua được mọi rào cản để cưới được nàng. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta. Mà em không biết phải làm sao để đẹp lòng mẹ nữa. Mẹ biết chúng ta đã khó khăn đến giường nào để được thành phu thê bên nhau mà. Quỳnh Hoa, nàng còn nhớ ngày chúng ta đã gặp gỡ nhau cách đây 5 năm chứ? Phải công nhận là nè, cái hộp nhìn cũng đẹp ta đó. Ta thật không ngờ bà lão lại cho ta một chiếc hộp quý giá như vậy. Công tử nó tới kìa. Công tử thôi. Cô làm gì đó? Mau tránh đường cho ta đi. Làm gì hả? Cô nương nè. Làm gì hả? Hai cô nương đi đâu vậy? Đi đâu mà vội mà về? Nơi này phong cảnh hữu tình, ở đây tâm sự với công tử ta đi. Hào dỗi lắm cô. Các người định giở trò hả? Ta la lên bây giờ đó. Ta đâu có giở trò gì đâu. Mà tránh ra. Ở đây tâm sự với ta. Đi qua đây tâm sự với ta. Đi đi theo ta. Giữ ta lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, mày dám ức hiếp con gái nhà lành sao? Tên kia, ngươi là ai mà dám cản đường ta với công tử ta hả? Khốn hồn thì tránh đường. Ta không tránh thì sao? Sự đó. Dạ. Mày. Công tử à. Cẩn thận. Công tử, công tử tha, công tử tha, công tử. Em lỗi. Tiểu thư. Công tử. Tiểu thư. Tiểu thư. Tại vì sao? Khốn hồn thì đừng có ra ngoài ăn hiếp gái nhà lành được chưa? Dạ dạ. Công tử. Chú đau quá công tử ơi. Xin ngài tha cho công tử của con. Xin ngài. Xin ngài tha cho. Đi đi. Tiểu thư. Sao vậy này? Công tử. Xin thì tha tôi với công tử. Tiểu thư à, tiểu thư, không được rồi. Hay là cô hãy để cho ta cõng cô ấy về cho. Dạ. Tiểu thư. Tiểu thư ơi. Tiểu thư ơi. Tiểu thư đang có bệnh cái gì nha tiểu thư. Lần đầu tiên khi ta nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, ta cảm thấy dâng trào một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đó cũng là lần đầu tiên một trang nam tử anh tuấn chạm vào người em. Để rồi từ giây phút đó, tình em đã trao hết cho chàng. Ta biết. Vậy cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau nha. Mẹ à, đã khuya lắm rồi mà sao mẹ vẫn chưa đi ngủ? Có chuyện gì khiến cho mẹ phiền lòng? Trần Minh con à, mẹ đúng là rất có tội với nhà họ Trần. Từ ngày mẹ bước chân về làm dâu rồi gánh vác giang sơn nhà chồng, sanh ra
được một đứa con trai tài đức hiếu thảo như con. Mẹ luôn tự hào với ông bà nội của con, với cha của con, rằng mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ trước khi họ nhắm mắt. Nhưng đến giờ phút này đây, e là mẹ đã trở thành tội đồ của tổ tiên rồi. Trời ơi, không có cái tội nào lớn hơn là cái tội bất hiếu, tội làm tuyệt tử dòng họ. Kì mẹ, không phải trước đây mẹ con ta đã nói về chuyện này sao? Mẹ hãy gắng chờ thêm chút nữa để vợ của con khỏe mạnh lên, chúng con sẽ sinh con đàn cháu đóng cho mẹ. Con đừng có gạt mẹ nữa. Con cũng biết là vợ con sẽ không bao giờ sinh nở được nữa mà. Mẹ chừng này tuổi rồi, mẹ còn phải chờ đến bao giờ nữa hả con? Xin mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng tìm được thần y. Không có thần y đâu. Dạ. May ra là... May ra là sao hả mẹ? Cái giải pháp này là lối thoát duy nhất cho mẹ con ta, cũng không trái với luân thường đạo lý nữa. Con hãy lập thiếp đi, hay là chọn nàng hầu cũng được, chỉ cần cô ta sanh cho mẹ một đứa cháu trai để nối dõi tông đường là đủ lắm. Dạ, rồi con. Mẹ à, con... Dạ con. Chỉ có cách này thôi con à. Nghe lời mẹ đi con. Sao là con nhỏ này cũng có để ý đến con gái ta. Con à, con phải giúp ta, con phải ráng giúp ta. Dạ. Con à, không phải con đã từng nói là mang ơn gia đình ta vì đã cưu mang con trong lúc xa cơ lỡ giận, và con sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả ơn ta mà. Dạ thưa, phải. Nhưng mà... Con cũng thấy rồi đó. Con thấy ta mong mỏi một đứa cháu trai đến đau khổ tuyệt vọng, khiến cho con đem lòng thương xót, có đúng không? Dạ thưa đúng. Nhưng mà... con sợ cậu không đồng ý. Con cứ yên tâm đi, con cứ thực hiện theo đúng yêu cầu của ta, ta sẽ lo liệu hết tất cả mọi bề. Dạ. Được rồi, coi như là con đã đồng ý giúp ta nghe. Dạ. Khi mà gạo đã nấu thành cơm rồi á, ta sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện, ta không để cho con phải chịu thiệt thòi đâu. Dạ bà.
Dạ xin phép bà con đi ra. Đây cho ta. Dạ đây ba. Con à, hôm nay mẹ làm mấy món ngon này cho con nè. Con phải ráng ăn nghe, để bồi bổ sức khỏe, tốt lắm đó. Thưa mẹ, con đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao mẹ làm nhiều đồ ăn để tầm bổ cho con quá vậy? Hay là con với mẹ cùng ăn nha? Thôi được rồi, mẹ lớn tuổi rồi, ăn uống có bao nhiêu đâu. Cái này là đặc biệt mẹ làm cho con đó. Con ăn đi. Ăn đi con. Dạ, cô cảm ơn mẹ. Có ngon không con? Dạ, dạ ngon lắm mẹ. Ăn nhiều đi con. Ăn nhiều mới có sức khỏe nghe chưa. À, mà Quỳnh Hoa trưa nay không dậy kịp hả mẹ? Khi sáng nàng đi sớm quá, lúc đó con ngủ say không biết gì hết. Ờ, không sao đâu con. Chắc là Quỳnh Hoa nó nghe có ông thầy nào hay cho nên nó đi tìm đó. Thôi kệ đi, cho nó đi ra ngoài cho nó khuây khỏa. Tối nay nó về thế nào nó cũng kể với mẹ cho coi. Con thêm nữa đi. Dạ. Rót rượu cho cậu đi con. Dạ. Ăn thì phải uống rượu nó mới ngon con. À, uống dạ, chút rượu cậu. Đi nghe con. Dạ. Ừ. Dạ con. Không sao, uống chút rượu cho ngon, nghe lời mẹ đi. À, con á phải đứng đó hầu hạ cậu cho lễ phép. Rót thêm đi cho dạ. Cậu ăn ngon miệng. Uống thêm đi con. Tố Liên, rót thêm rượu dạ. Cho cậu đi. Dạ. Cậu uống đi. Uống thêm đi con. Tốt lắm, uống đi con. Dạ. Đó, ngoan như vậy mẹ mới thương nè. Rót thêm cho cậu đi. Cậu ơi. Ờ. À, khi sáng đi dạ. Sớm quá, ta chưa kịp nói cho cậu biết. Dạ, trước khi đi em đã thưa với bà rồi. Thế nào bà cũng nói với cậu mà. Mà chắc là bà biết mình đi tìm thầy Lan là bà mừng lắm luôn á. Ừ. Ta cứ nghe tin nơi nào có thuốc hay thầy tốt thì ta tìm tới. Biết đâu phước chủ mai thầy. Dạ. Mà mợ, một lát á, mợ với con lên thị trấn chơi đi. Rồi mình đợi tối tối rồi mình về. Rồi công việc nhà ở đó ai làm cho ngươi? Có con Tố Liên nó ở nhà làm giùm con rồi. Mà hả, con đó nó nhanh nhẹn lắm. Cái gì nó cũng biết làm hết trơn á mợ. Ừ, nhìn con bé đó ta thấy nó cũng mau mắn. Rót thêm đi con. Uống đi con. Uống thêm nữa đi con ơi. Mời cậu. Uống thêm đi con trai. Được.
con còn đợi gì nữa, đưa cậu vô phòng lẹ lên. Dạ. Cậu cẩn thận. Chàng hãy trả lời em đi. Chàng có tình ý với em không? Có chứ. Ta lúc nào cũng yêu thương nàng. Ta luôn mãi mãi yêu thương nàng. Ta yêu thương nàng nhất trên đời. Ta thương nàng. Mợ, con thấy cái ông thầy này nè, ổng cũng nói giống như mấy ông trước thôi. Có gì mà nhìn mợ lo lắng dữ vậy? Không phải chuyện đó. Ta biết bệnh của mình không thể nào trị dứt, mà cần phải có thời gian. Nhưng sao mợ? Sao tự nhiên ta thấy trong bụng không yên, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ đang lấn át. Mợ ơi, mợ cũng biết cái đó là mơ hồ rồi mà. Hay là bây giờ con với mợ đi ra ngoài chợ mua phấn sáp nha. Không, ta chỉ muốn về nhà ngay thôi. Mợ. Chàng ơi, chàng ơi, chàng... Mợ. Hai người, hai người đang làm gì vậy? Quỳnh Hoa, chuyện này không phải ta. Không phải ta, ta... Chàng... Quỳnh Hoa, tại sao vậy? Quỳnh Hoa, mợ. Quỳnh Hoa, đừng tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Quỳnh Hoa, đừng làm ta sợ mà. Thiếp không muốn nghe, thiếp không muốn nghe. Chàng đi đi. Đi đi mà. Quỳnh Hoa, ta thề danh dự với nàng là ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Ta không hề biết tại sao ta làm những chuyện như vậy nữa. Thiếp đã nói là không muốn nghe mà. Chàng đi đi. Chàng đi ra khỏi phòng này đi. Chàng đi đi. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng đi đi. Nàng nghe ta nói đi mà. Mẹ đã nói cạn lời cạn ý rồi. Bây giờ gạo đã lỡ nấu thành cơm. Cho dù con có làm to chuyện hay làm tình làm tội nó cũng không có thay đổi được. Con à, xấu chàng hổ thiếp. Con cũng nên nhớ, đàn ông năm thê bảy thiếp đó cũng là chuyện bình thường. Huống chi chuyện này là do nó quá sai nên nó mới làm như vậy. Con phải hiểu và thông cảm cho nó chứ. Quỳnh Hoa, ta là người có lỗi trong chuyện này. Vì quá chén, ta đã đẩy cơ sự đi quá xa. Nếu như nàng giận trách ta, ta xin nhận. Xin đừng phiền muộn mà tâm sinh thêm bệnh, thì trong lòng ta ai nấy bội phần. Mọi chuyện á cũng do con Tố Liên này mà ra nè. Nếu như nó không xuất hiện trong cái nhà này thì đâu có xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Bây giờ nếu muốn mọi chuyện êm xuôi, chỉ còn một cách duy nhất là Tố Liên phải đi ra khỏi nhà này. Mẹ xử như vậy con thấy sao Quỳnh Hoa? Tố Liên thân gái một mình ra khỏi nhà này thì biết đi đâu về đâu. Rủi gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao? Mẹ cũng nghĩ như con vậy đó. Nếu làm như vậy, khác nào gia đình mình đẩy cô ta vào con đường cùng. Con à, có phải là thất đức lắm không con?
Tố Liên, cô thấy con dâu của ta có nhân từ độ lượng hay không? Vậy mà cô dám làm chuyện có lỗi với nó. Mau quỳ xuống tạ tội với con dâu của ta đi. Dạ, con không biết nói gì hơn. Tấm lòng của mợ thật là cao thượng, làm con thấy hổ thẹn. Mợ có đuổi con đi thì con cũng cam lòng. Quỳnh Hoa, Tố Liên nó cũng biết lỗi rồi con à. Hay là con dị tha bỏ qua cho nó nghe. Con xin mợ tha lỗi cho con. Con xin mợ. Cô đứng lên đi. Mợ không tha lỗi cho con thì con sẽ quỳ mãi, con không đứng lên đâu. Thôi, cô đứng lên đi. Tôi không giận gì cô đâu. Quỳnh Hoa nói như vậy là đã tha lỗi cho cô rồi. Cô đứng lên đi, rồi đi ra khỏi căn phòng này. Từ rày về sau không được bước chân vô phòng này, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn bà, con cảm ơn mợ, con cảm ơn cậu. Dạ, con mời mẹ. Con gấp cho vợ con đi. Ờ, nàng à, nàng hãy ăn cho nhiều vô. Chàng cũng ăn đi. Dạ, con xin phép mẹ. Mình ăn đi mẹ. Nè Liên à, cô bị sao vậy? Cô bị làm sao vậy? Mợ ơi, con có thai rồi. Đó, ý ta là như vậy. Đợi sau này khi Tố Liên sanh xong á, ta sẽ nhận cháu nuôi, rồi cho cô ta một số bạc lớn, để cô ta đi thật xa mà làm lại cuộc đời mới. Mẹ ta nói đúng, chuyện cô có thai là ngoài ý muốn. Ta xin nhận trách nhiệm, nhưng ta vốn không có tình cảm với cô, cho nên cô hãy đi thật xa và bỏ đứa bé lại. Con lại bà, con lại cậu mợ, con là đứa con gái bất hạnh, tư cố vô thân. Vô được nhà họ Trần ta là đại phước, duyên phận run rủi như thế nào mà con được mang dòng máu của nhà họ Trần. Nhưng mà con sắp làm mẹ, con không muốn xa con của con khi nó vừa sắp vào đời. Con xin bà, con xin cậu mợ cho con được ở lại nuôi con của con. Con sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho gia đình bà. Con xin bà, con xin bà. Tố Liên à, con xin bà. Tố Liên. Thưa mẹ, dù con là vợ cũng không tránh khỏi sự ghen tuông thường tình, nhưng con thật sự thông cảm cho Tố Liên. Không nên chia cắt tình mẫu tử. Nhà mình có thể chấp nhận cho cô ấy ở lại hay không, để khi đứa trẻ sinh ra có được danh phận rõ ràng. Như vậy ý của con là... Nhưng mà ta không chấp nhận. Con dâu à, có phải ý của con là chấp nhận cho Tố Liên làm nàng hầu cho chồng con không? Và con muốn cưới nó để làm vợ lẽ cho Trần Minh đúng không? Dạ, thưa mẹ, là con nghĩ cho đứa trẻ trước. Mình à, con trẻ lớn lên phải có cha mẹ đủ đầy, có ai mà chăm con bằng mẹ ruột của mình đâu.
con cầu xin với tổ tiên ông bà phù hộ cho Tố Liên nó được mẹ tròn con vuông. Rặn đi cô, rặn mạnh lên cô, đứa nhỏ sắp ra rồi, cố gắng lên cô ơi, cố gắng lên. Đúng rồi đó, hết chưa? Rặn đi cô, ráng lên cô, ráng lên, đứa nhỏ sắp ra rồi. Em ráng lên cô, ráng lên, rặn mạnh lên cô. Ráng mạnh lên, ráng lên em, sắp được rồi. Đúng rồi, ráng lên nha em, sắp chưa? Được rồi. Ráng lên cô, đứa nhỏ sắp ra sắp rồi. Sắp ra rồi kìa, ráng lên, ráng lên. Ráng đi cô, cô cậu xin tổ tiên ông bà phù hộ cho con Tố Liên nó sanh được mẹ tròn con vuông. Ráng mạnh lên cô ơi, ráng lên. Hít thở sâu vô. Bình tĩnh, từ từ. Bây giờ hít thở sâu vô. Ráng lên, ráng mạnh lên cô. Sắp được rồi, mạnh lên. Ráng lên nha em. Mạnh lên cô ơi, mạnh sắp lên. Được rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi kia nhỏ, sắp được rồi. Ra rồi. Em làm được cô rồi. Ơi, em làm được nhỏ ra rồi cô ơi. Nó sanh rồi, nó sanh rồi. Dạ. Con ơi, cháu của ta đâu rồi? Cháu của ta đâu rồi? Dạ, cháu trai, cháu trai của bà đây. Cục vàng của bà trời đây rồi. Trời ơi, cuối cùng chàng cũng có được con trai nối dõi rồi. Nhìn kìa, cái mặt của nó giống y như chàng, giống y như đúc vậy đó. Cháu đích tôn của bà đây nè, cục vàng của bà đây nè. Chàng ơi, cuối cùng chàng cũng đã có con trai nối dõi rồi. Nhìn nè, trời ơi, cái mặt cái kìa, giống được y rồi, như đúc chàng vậy đó hả? Ta sẽ đặt tên nó là Trần Quang. À, ngoan nha, con ngoan nha. Nè, bây giờ nè, dạ. Con ẵm con của con đi nha. Đây, con trai của con đó. Giống y như con hồi nhỏ vậy nè. Dạ. Mới bị lớn mà nhìn mặt khấu khỉnh cho mẹ ha. Nha. Con giỏi nha. Rốt cuộc cũng ai coi ta ra gì? Ta đã xin quý tử cho các người rồi mà. Trần Minh, do quá yêu người mà ta đã chấp nhận thủ đoạn để được gần gũi. Sao người không học? Thầy bước đây cho mẹ. À, giỏi quá ta. Trần Quang giỏi quá. Con chơi đi nha. Nhìn kìa, mới đó mà đã được 5 năm rồi. Nhớ ngày nào ta còn chết sững khi nghe Tố Liên mang thai. May mà lúc đó ta không nóng giận đuổi mẹ con của ta ra khỏi nhà. Nếu không, giờ đây ta ân hận biết chừng nào rồi. Nhắc tới con Tố Liên đó, con không hiểu vì sao mà mợ lại nhân từ dị tha với nó như vậy luôn. Con Tố Liên á, con là con của nó, mà con thấy mợ còn yêu thương chăm sóc nhiều hơn nó nữa. Con nói mợ nghe nha, con thấy nó không có vẻ hiền lành đáng thương giống như là mợ nghĩ đâu. Nè, đừng có nói quá như vậy, đều là người trong gia đình hết cả thôi. Trần Quang là giọt máu của chồng ta, là giọt máu của nhà họ Trần, nên ta không có phân biệt là con ta hay là con của Tố Liên gì hết. Dạ. Trời ơi, gì vậy con? Sao vậy nè? Trời ơi, cái gì vậy? Đi ra coi, đi ra ngoài. Sao vậy con? Đưa đây mẹ coi. Mẹ ơi, con đau quá. Trời ơi, cái gì vậy? Sao máu không vậy nè? Trời ơi, mấy người làm gì con tôi vậy hả? Ngoài miệng á thì nó thương này thương nọ, còn sau lưng á thì chăm chăm muốn giết thằng bé. Nè nè, cô đừng có ngậm máu phun người nha, ai giết ai? Có mẹ rồi. Đau. Con sao đi con? Con nít mà, nó chạy nhảy chắp té là chuyện bình thường thôi. Sao mà bình thường được? Nhất định là các người xô nó. Nè, ăn nói thì cẩn thận đó. Im miệng. Cái thứ gia nhân như người dám lớn tiếng với ta hả? Gia nhân thì sao, còn cô thì sao? Người ở thì không ra người ở, còn làm mợ thì trong nhà này có ai thèm đếm xỉa? Mày mày dám hụt với tao hả mày? Thôi, thôi được rồi. Hai em làm gì vậy? Các người làm gì xung ngoài này vậy hả? Trời ơi, sao vậy nè? Nội cháu của ơi, bà bị sao đau vậy nè? Tại sao mà bị như vậy? Ai, ai làm chứ? Còn ai ở đây nữa? Đúng là khát máu tanh lòng mà. Quỳnh Hoa ơi là Quỳnh Hoa, con sao vậy? Nó có tí tuổi đầu, nó có biết gì đâu con, mà con làm như vậy. Trong có một đứa nhỏ mà trong cũng không xong nữa. Ồ, bà nội thương con. Người xưa có câu, cây độc không trái, gái độc không con. Quả chẳng sai mà. Thôi, không có nói nhiều nữa, đem vô sức thuốc lẻ lên. Dạ. Vô đi con. Không sao đó con. Còn đó, có một đứa nhỏ hà, mà trông cũng không xong nữa. Bà ơi, mọi im chuyện đi. Không phải như vậy bà đó không bà. Không có nghe người nói.
Mợ. Con Thị Loan chết tiệt, dám nói những lời hỗn hào với ta. Chắc chắn là do chủ nó thị thiệt, chứ nó làm sao mà dám. Càng ngày ta càng ghét cái bản mặt lúc nào cũng hiền lương nhân từ của ả ta. Đúng là cẩu Phật tâm xạ. Ngày nào mà ả ta còn ở trong cái nhà này thì ta làm gì có chỗ đứng. Quỳnh Hoa, ta sẽ không bao giờ để cho người đắc thắng. Trần Quang ơi, mẹ xin lỗi con, nhưng thật lòng mẹ không muốn như vậy đâu. Con ráng chịu đau nha, rồi vết thương sẽ lành. Coi. Mẹ nhìn cháu mẹ nè, con đau. Mẹ nhìn mặt cháu mẹ kìa mẹ. Trời đất ơi, con gì cắn vô mặt Trần Quang vậy hả? Không phải con gì cắn đâu mẹ, là dấu tay người cào đó. Nhưng mà ai cào mới được chứ. Còn cả hai ở đây nữa, sáng giờ có một mình cô ta ở đây, không cô ta thì còn ai nữa. Nhưng tại sao Quỳnh Hoa lại làm như vậy chứ? Thì không phải con ruột của mình nên đâu có biết xót. Con à, sao con lại như vậy con? Mẹ, con không biết chuyện gì hết. Con ngồi theo ở đây rồi hết chỉ. Con chạy ra ngoài lấy chỉ theo. Mà trước khi con ra, con thấy Trần Quang vẫn ngủ bình thường mà. Cô còn chối nữa hả? Nếu không phải là cô làm thì ai vô đây? Hết lần này tới lần khác, lúc trước thì cô đẩy nó té, bây giờ thì cô cào mặt nó. Sao cô ác độc quá vậy hả? Mẹ ơi, con hết chịu nổi rồi mẹ ơi. Sao mà ông vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Mình nhìn mặt con mình kìa mình. Cha. Con à, trời ơi, con bị làm sao vậy? Cô ta là một người đàn bà thật ác độc. Chính cô ta đã cào mặt con mình. Tại sao con lại đối xử với nó như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi không sống. Cô hành hạ nó, cô ghét bỏ nó. Tại sao con lại đối xử với nó như vậy hả? Tại sao? Tôi không có mà. Vậy chính Quỳnh Hoa làm không? Không cô ta thì còn ai? Chính cô ta, người đàn bà ác độc. Đây là cái gì? Không phải. Đây là vết máu của Trần Quang trên đầu của tay cô sao? Ta thật không ngờ cô là mẹ ruột của nó mà dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Con à, nó chính là mẹ ruột của Trần Quang đó, sao nó làm như vậy được chứ? Nhưng mà thôi đi,
giác Trần Quang như sức thuốc. Lẹ đi. Không được cho nó đi đâu hết. Từ đây về sau cấm cô đụng tới Trần Quang. Thôi được rồi, cô vô đây mà nổ sức thuốc cho. Chú kêu này, tập ấy kêu khác. Con à, làm trai hai vợ phải thương cho đều. Con cũng đừng có ghét bỏ con Tố Liên nữa. Nó đã sanh cho mẹ một đứa cháu đích tôn, mẹ bỏ qua hết. Nhưng mà con không tin con người của ta. Con thiệt là cứng đầu. Mẹ từng tuổi này rồi, không lẽ nhìn lầm người hay sao? Thôi, mình không tranh luận chuyện này nữa. À mẹ à, mình đi ăn cỗ ở nhà bá Hậu Lân xong á thì mình về nhà liền nha mẹ. Ừ, vậy đi lẹ đi con. Dạ. Em nhớ mua những gì mà ta dặn nha. Nhớ đừng có mua thiếu đó. Dạ. Tao muốn nấu món mà phu quân ta thích ăn, cho nên nhớ lựa cho kỹ nha. Dạ, con biết rồi, con đi liền nè mợ. Con à, làm trai hai vợ phải thương cho đều. Con cũng đừng có ghét bỏ con Tố Liên nữa. Nó đã sanh cho mẹ một đứa cháu đích tôn, mẹ bỏ qua hết. Nhưng mà con không tin con người của ta. Con thiệt là cứng đầu. Mẹ từng tuổi này rồi, không lẽ nhìn lầm người hay sao? Thôi, mình không tranh luận chuyện này nữa. À mẹ à, mình đi ăn cỗ ở nhà bá Hậu Lân xong á thì mình về nhà liền nha mẹ. Ừ, vậy đi lẹ đi con. Dạ. Em nhớ mua những gì mà ta dặn nha. Nhớ đừng có mua thiếu đó. Dạ. Ta muốn nấu món mà phu quân ta thích ăn, cho nên nhớ lựa cho kỹ nha. Dạ, con biết rồi, con đi liền nè mợ. Trần Quang ơi, con làm sao vậy Trần Quang? Trần Quang ơi, Trần Quang, trời ơi, cứu con từ giới, cứu con từ giới. Trần Quang ơi, Trần Quang, có làm sao vậy Trần Quang? Con ơi, trời ơi, cứu con từ giới. Có chuyện gì vậy em? Chị ơi, cứu con em với. Trần Quang ơi, có chuyện gì vậy? Ơi, con em Trần Quang, ta rớt xuống giếng rồi chị ơi. Hả? Chị ơi, cứu con trời em ơi. Trời ơi, tại sao lại rớt xuống giếng? Em không biết, chị nhìn xuống kìa. Để chị nhìn xuống giùm em. Trần Quang, nhìn xuống giùm em. Trần Quang ơi, chị ơi, Trần Quang, cứu con em đi chị. Trần Quang, đi. Cứu nó Trần đi chị ơi. Tìm đi, Trần tìm Quang. Đi, tìm, sâu xuống nữa. Trần Quang, sâu xuống nữa. Trần sâu Quang xuống nữa. Cứu nó đi chị. Chị làm gì vậy? Tìm đi chị. Tìm nó đi chị. Cậu mới về. Ủa, mợ Quỳnh Hoa đâu rồi? Dạ, chắc là mợ đang ở trong phòng đó cậu. À. Ờ, dạ bà để con. Dạ. Tại sao mợ không có trong phòng? Mợ đi đâu rồi? Dạ, vậy chắc là mợ đi ra giường á, để con đi tìm. Để con đi tìm nha cậu. Ờ. À.
Từ mẹ và chàng mới về. Sáng giờ con bệnh, thiếp ở trong phòng lo cho nó suốt. Mở hai. Ủa, guốc của mở hai. Sao quần đai có nhiều dấu guốc quá vậy? Không vừa. Sao hai dấu guốc lại sâu quá vậy? Đúng rồi, đây mới là dấu guốc của mợ. Vậy? Có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy con? Con tìm mở hai khắp nhà mà không thấy. Con thấy guốc của mở hai nằm ở ngay bên cạnh giếng. Kêu nó đi con. Mở ơi. Quỳnh Hoa ơi. Con ơi con. Mở. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Người đâu? Người đâu rồi? Dạ. Bỏ xuống giếng tìm người cho ta. Dạ dạ. Quỳnh Hoa ơi. Quỳnh Hoa ơi. Con ơi, mẹ ơi, mẹ, em bình tĩnh đi mẹ. Mau đưa bà vô phòng nghỉ. Quỳnh Hoa. Có gì mẹ? Bà ơi, cẩn thận nha. Mẹ ơi. Bà ơi, bà ơi. Mẹ ơi, bà đừng bỏ con, bà ơi. Quỳnh Hoa. Tại sao nàng lại bỏ ta vậy? Bà ơi. Bà tìm cô có việc. Biết rồi. Vậy là có túi liền rồi. Ta không tin nó có thể nhẫn tâm và ác độc.
giết chết Quỳnh Quang như vậy? Dạ thưa cậu, với những chứng cứ này chúng ta có thể đem lên quan để báo án. Cô ta đã có âm mưu thì chắc chắn sẽ có lý lẽ để chối tội. Chuyện này xảy ra mấy ngày nay rồi, dấu vết cũng bị xóa đi, nên khó mà buộc tội được cô ta. Không lẽ cứ để mở coi chết quan như vậy sao cậu? Ta đã có cách. Đêm nay mẹ phải giúp con đưa Trần Quang về phòng của mẹ ngủ nha. Chứng cứ đã đầy đủ, cộng với lời thú tội của ngươi thì đã đủ cho quan phủ kết án ngươi rồi. Chàng ơi, không phải đâu chàng, chàng tha cho thiếp đi chàng. Chính nó giả ma gạt thiếp cho nên thiếp nói nhăng nói cuội. Không phải như vậy đâu chàng ơi, tin thiếp đi chàng ơi. Thiếp không có làm gì hết chàng ơi. Chàng ơi chàng, tha cho thiếp đi chàng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tha cho con đi mẹ. Mẹ muốn con làm cái gì con cũng làm hết. Mẹ tha cho con đi mẹ. Mẹ ơi. Loan, mẹ ơi, mau đi báo quan đi. Dạ thưa bà. Mẹ không ngờ mẹ đã nuôi ông tay áo như vậy. Chỉ tội nghiệp cho Trần Quang, có một người mẹ ác độc. Cô ta làm gì sai thì con đã giao cho quan phủ xử lý. Quỳnh Hoa đã chết thật rồi, con không quan tâm gì khác nữa. Nhưng mà vô lý thiệt, tại sao nàng có thể bỏ ta đi được chứ? Tỉnh lại đi Quỳnh Hoa, nàng không thể chết được. Quỳnh Hoa ơi, nàng hãy tỉnh lại đi Quỳnh Hoa ơi. Trần Minh, bình tâm lại đi con à. Quỳnh Hoa, bình tâm đi con. Chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, bây giờ trước mắt con phải lo cho vợ con một yên mã đẹp. Mẹ đã sai gia nhân đi mời thầy
để coi ngày giờ nhập liệm và chôn cất. Loan à, con sắp xếp tư trang cho mợ xong chưa vậy? Dạ, con đang sắp đồ cho mợ thì con thấy được Di Linh Đan này. Ờ, cậu có nghe mợ kể về Di Linh Đan này không? Có phải là Di Linh Đan của 10 năm trước có một bà lão ăn mày đã cho nàng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, ba cái này mà cất giữ làm cái gì? Bà kêu con á là soạn tư trang quý giá của mợ mà. Không phải đâu bà, cái bà lão mà cho mợ cái viên này bà kỳ lắm. Bà nói chuyện giống như là bà biết trước được có chuyện này sẽ xảy ra. Mà bà còn dặn là nếu mà tới bước đường cùng rồi á thì hãy uống Di Linh Đan này. Cậu có khi nào cái Di Linh Đan này có thể cải tử hoàn sinh không cậu? Ta không biết. Con à, thử liền đi con. Biết đâu là do thần tiên giả dạng ban thuốc cho người hiền lương sao con? Thử đi con. Dạ. Thử lẹ đi con. Lẹ đi con. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Con cúi xin trời Phật ngợi ngay mắc nạn, xin giúp đỡ cho con của con. Nam mô A Di Đà Phật. Sao rồi con? Hả? Mẹ ơi, cơ thể của nàng quả thật đang ấm dần lên rồi. Di Linh Đan đó đúng thật là quá hiệu nghiệm. Nhưng mà tại sao nàng không thể hồi sinh được? Quỳnh Hoa ơi, tỉnh lại đi. Quỳnh con. Quỳnh Hoa ơi, nàng hãy tỉnh lại đi. Con cầu xin trời Phật, tỉnh lại đi. Thần, cứu giúp cho con còn với. Quỳnh Hoa, Nam mô A Di Đà. Mau tỉnh lại đi. Quỳnh Hoa, mau tỉnh lại đi. Con cầu xin trời Phật, cứu giúp cho con của con. Quỳnh Hoa, con à, tỉnh lại đi con. Ta xem trong sổ sinh tử không có tên của Quỳnh Hoa. Như vậy thì số mạng vẫn còn lưu lại trên cõi dương gian. Nhưng vợ tôi đã thật sự chết rồi thưa ngài. Đó chẳng qua là nạn kiếp phải gánh thôi. Thoát được cửa này sẽ trường thọ trăm tuổi đó. Tôi đã cho nàng uống Di Linh Đan và cơ thể của nàng đã ấm dần lại, nhưng mà vẫn chưa hồi sinh. Ngươi đừng quá lo lắng. Đúng giờ, đúng khắc, vợ ngươi sẽ tỉnh lại. Viên Linh Đan giữ ấm cho cơ thể của vợ ngươi. Chờ đến lúc là tỉnh lại thôi. Là sao thưa ngài? Ngươi hãy quay về thì sẽ thấy lời của ta nói là đúng. Dạ. Mẹ ơi, vợ con đã tỉnh lại rồi. Vợ con đã tỉnh lại rồi mẹ ơi. Quỳnh Hoa tỉnh lại rồi mẹ ơi. Vợ con tỉnh rồi hả? Vợ con tỉnh lại rồi mẹ ơi. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa ơi, tỉnh lại đi con. Mở sống lại. Hãy tỉnh lại đi Quỳnh Hoa ơi. Quỳnh Hoa. Sống rồi. Mà có sống lại rồi. Con à, đúng là phước đức của nhà ta, mẹ mừng quá. Quỳnh Hoa, mẹ, con tỉnh lại rồi. Nàng đã tỉnh lại rồi. Nàng phải đợi đời kiếp kiếp ở bên ta. Nàng không được rời xa ta nữa nha nàng. Ba. Quỳnh Hoa, mẹ con tốt quá. Nhân chi sơ tính bổn thiện,
yếu điệu thục nữ. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Quân tử hiếu cầu. Nhân chi sơ. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện. Yếu điệu thục nữ. Yếu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Quân tử hảo cầu. Nhân chi sơ. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện.